Thưa quý khán giả, sáng nay, một xe đầu kéo chạy trên cao tốc Trung Lương hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang. Khi qua địa phận xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa thì đâm vào dãy phân cách, làm gãy một trụ đèn chiếu sáng rồi lật chắn ngang đường. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng khiến cao tốc kẹt kéo dài. Theo thông tin, sau khi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương dừng thu phí vào đầu năm 2019, lượng xe chạy trên tuyến đường này tăng trên 30%. 3 năm qua đã có hơn 200 vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường này. Bình luận về sự việc, nhiều ý kiến cho rằng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lúc còn thu phí thì đa số là xe con, xe tốc hành lưu thông dù tốc độ tối đa 120 km/h nhưng rất ít tai nạn. Từ khi ngừng thu phí thì xe tải, xe container đổ xô vào chạy liên chiếm làn, khi thì vượt làn khẩn cấp rất lộn xộn nên tai nạn thường xuyên xảy ra là điều khó tránh khỏi. Theo các ý kiến, ngành chức năng cần kiểm tra các nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên tuyến cao tốc như chất lượng mặt đường, ý thức tài xế hay còn nguyên nhân nào khác, đồng thời nên tổ chức thu phí trở lại để duy tu bảo dưỡng và giảm bớt lượng xe lưu thông trên tuyến. Cũng theo bạn đọc, cần hạn chế xe tải trên 10 tấn vào tuyến cao tốc này hoặc phân làn tất cả xe tải chỉ được lưu thông trên một làn bên phải, bởi xe tải được đi cả hai làn trên mỗi chiều đã kéo giảm vận tốc toàn tuyến xuống, thậm chí có khi dưới tốc độ tối thiểu quy định, gây ùn ứ và rất lãng phí. Các bình luận cũng đề nghị ngành chức năng cần phải có quy định mới về an toàn giao thông cho riêng loại xe đầu kéo, như giờ tham gia giao thông, vận tốc tối đa được chạy, đồng thời nâng mức xử lý tài xế nếu như lỗi do chủ quan, kể cả tước bằng lái xe vĩnh viễn để giảm thiểu các tai nạn.